Video này chỉ mang tính chất giải trí, không hề có ý cổ suý cho mọi hành động xấu hay đi ngược lại với thần phong mỹ tục Việt Nam. Đây hình như là làng Hero Team phải không ta? Cái ngôi làng mà có bọn nhóc trẻ trâu gì đó đúng không nhờ? Thôi được, mình sẽ vào trong làng để bắt cóc một vài đứa mới được. Điểm trời để ăn thịt. Trời ơi, Sam ơi, đói bụng quá. Sam ơi, làm ơn làm đồ ăn nhanh giùm tôi xíu được không? Đói bụng chết trời luôn ơi, mẹ. Tôi hai tay, hai chân chứ đâu phải ba đầu, sáu tay, sáu chân đâu. Từ từ thì tôi coi, tôi đang làm nè. Trời ơi, thiệt luôn á. Tôi đã đi làm suốt ngày cực khổ rồi. Sam ơi, ở nhà chỉ có gọi là nấu cơm, giặt đồ, rửa chén, quét nhà, lau nhà. Có vậy thôi mà làm cũng không được nữa. Thiệt luôn quá, đói bụng chết rồi. Tôi xin không lỗi. Tôi nói giỡn, nó nói giỡn. Tôi đợi được mà. Sam ơi, bình tĩnh. Mệt ghê luôn á. Đói bụng quá Sam ơi, tôi đói bụng. Sam ơi, chết rồi, có chuyện khẩn cấp rồi Phạm ơi. Vậy chuyện gì? Hôm nay tôi nấu cà ri cho ông ăn nhưng mà hết cà rốt rồi, giờ làm sao đây? Ủa? Cái gì? Trời ơi, cà ri mà không có cà rốt thì làm sao mà thành món cà ri được? Trời ơi, như vậy thì ăn sẽ rất là dở luôn. Vậy giờ Sammy ra ngoài chợ mua đi, nhanh lên đi. Trời ơi trời, bây giờ tôi có công nấu ăn rồi, bây giờ ông làm vậy đó đi. Bây giờ ông qua nhà mà mua kìa, xin ít thì cần gì tốn tiền đúng không? Tính ra là nhà của ca mui là chuyên trồng cà rốt mà ta, tại sao mình lại không nhớ nha. Ơi nhưng mà tôi lười lắm, không muốn qua xin đâu, thôi bà đi đi. À thì đi, có gì đâu, thì bình tĩnh, trời bình tĩnh, có gì đâu, từ từ người ta đi, có gì đâu. Ê nhưng mà thôi, Sam ơi, tôi nói bà nghe nè, bây giờ Sam đi chung với tôi đi, chứ bây giờ mà tôi đi một mình tôi ấy, tôi sợ ca mui không cho đâu, đi đi đi. Trời ơi, gì mà dữ vậy, mui tốt tính lắm, đâu có xấu đâu mà ông làm thế vậy. Trời ơi, tốt tính, ok, bà cứ nói vậy đi, một tí nữa tôi qua tôi xin, thế nào bà cũng không cho mà coi, thề luôn các bạn. Tính ra ca mui nha, là ca mui keo kiệt lắm luôn á, không bao giờ mà cho gọi là mấy bạn nam ở trong team xin cái gì đâu. Trời ơi, xin cái là bà chửi liền à, chứ con trời gái xin thì bà lại cho bạn giờ ơi. Giờ không sao, chứ tôi là tôi qua tôi xin thoải mái, thì ông thoải mái luôn, bà còn cho tôi ký ăn hàng năm hàng tháng luôn không. Ủa, trời ơi, nói hay quá à. Đây bà coi tôi nha, bà coi tôi nha. Để xem. Trước tiên là muốn xin ai đó một cái gì đó phải khen họ trước các bạn ơi. Trời. Hello ca mui. Giật mình, cái gì vậy? Ai? Em nè, em là Phong Cận TV đẹp trai nhất hành tinh vũ trụ thế giới điện ảnh Minecraft, là em trai thân yêu của chị nè. Trời lâu lắm không gặp trai rồi, nhìn trai đẹp trai lên hạnh luôn đó trời. Tính ra lâu quá mình không quay video chung với bà, cái bà nhìn mình bà tưởng Kairon các bạn ơi. Kairon cái đầu chị á, em là Phong Cận hàng. Nhìn lại không thông cảm nha, mắt chị bị cận trời đó rồi. Rồi xong luôn. Vậy là từ nay sẽ có thêm mui cận TV, không còn là Phong Cận TV nữa. Hôm nay hả? Trời ơi, trước tiên thì em xin nói một điều là hôm nay nhìn ca mui xinh ơi là xinh luôn. Nước da thì nhìn y hệt như da em bé vậy á. Trời ơi, tóc thì tính tả bà giống Bạch Tuyết, nhưng mà bây giờ tóc bà màu cam. Tóc chị màu cam giống y hệt như là lông của bé cam vậy á. Trời ơi, đẹp ơi là đẹp. Này, tại sao lại bảo tóc chị giống lông của bé cam? Tóc chị cam đẹp như thế này mới nhuộm đi nhuộm về, mà em bảo là cái gì? Em bảo là tóc chị như mà lông của bé cam. Em xin lỗi. Vậy thì tóc của ca mui màu cam đẹp như màu của củ cà rốt được chưa? Được, cái này thì hay. Chính như vậy, khi nhắc đến cà rốt thì chị có thể nào cho em xin củ cà rốt được không chị? Đói bụng quá. Ôi, tất nhiên rồi, ai tưởng ai chứ Phong Cận mà đã. cảm ơn. Dạ. Cho em xin ít cà rốt đi. Không em. Ủa? Ê, chị. Ê, bình tĩnh chị ơi, cái gì vậy? Ủa, em khen chị quá trời quá đất vậy mà chị không gọi là thương em, chị tặng em có một củ cà rốt cũng không được sao? Em khen chị đấy là em nói những điều dĩ nhiên, nói những cái điều đúng thì cần gì phải chị phải cho cái gì đâu. Điều đấy là điều dĩ nhiên đúng, còn đòi hỏi cái gì nữa trời. Đó, thấy không? Sao thấy không? Trời ơi, bà ca mui bà keo kiệt á, tôi nói rồi bà có cho đâu. Trời ơi, thôi để tôi xin cho nè, trong vòng một nốt nhạc nè, trời ơi, ông gà bắp vậy, đứng đây nhìn tôi nè. Trời ơi, tính ra tôi đã khen cái kiểu mà không cho rồi nữa, ích kỷ. Ơi, cho em củ cà rốt. Nè, gì kỳ vậy? Mới vừa nói cho em củ cà rốt cái cho liền vậy trời. Ủa? Trời đất ơi, thôi, bạn thấy không, hội anh em không bao giờ xin được gì hết trơn á. Bây giờ hội cho em xin có một cái thôi bà cho liền, chứ nói đúng một câu thiệt tức là tức luôn trời, ca mui keo kiệt thiệt luôn á. Ê, này, ở đây nghe thấy nha, nói cái gì á?
ơi, xinh đẹp thiệt luôn á. Ok. Dạ. Ngồi thiệt luôn bạn, trời ơi, sợ muốn chết luôn. Mình mà khen bà xấu cái thử coi, mình chơi bà xấu cái coi bà đánh mình chết luôn á. Hey, bởi vậy mới nói đôi lúc mình cảm thấy hơi bị tủi thân luôn á bạn ơi. Bạn biết tại sao tủi thân không? Là bởi vì á, trong làng Hero Team là có hội chị em và hội anh em, mà hội chị em thì có 4 người và hội anh em á thì cũng có 4 người, nhưng mà đó là ngày xưa các bạn ạ. Còn bây giờ thì anh Dịch đã không còn chơi Minecraft nữa rồi, anh Dịch đã chuyển qua chơi Play Together. Chính vì vậy cho nên mình rất là nhớ Dịch ở trong Minecraft luôn. Không biết giờ này Dịch đang nơi đâu. Ngôi nhà của Dịch bây giờ đã vắng bóng hình anh ấy, mình nhớ Dịch quá bạn ơi. Ủa gì vậy? Ông hình như tôi mới thấy một con gián siêu to khổng lồ cầm, nó cầm súng nó dí cà mùi đúng không? Cái gì vậy? Ủa gì vậy? Mình có bị ảo mà cái nào vậy? Bình tĩnh, mọi người bình tĩnh. Ôi, cái đừng cháy nhà, quý ơi. Mọi người bình tĩnh. Quay cái con gián kia. Con gián kia. Người lại. Tại sao người lại cầm súng đuổi chị cà mùi của ta? Hả? Biết sao người lại cầm súng đuổi chị cà mùi của ta? Một chiếc bả cầm súng phun lửa ba dí hay khác thì sao? Ủa, ai biểu ngươi gọi là cầm súng tấn công chị cà mùi ra trước? Nhưng ngươi là ai? Ai? Đồ chả vui gì hết trơn ấy. Đồ có xíu mà bả cầm súng ba dí mình muốn chết luôn á. Hai mệt ghê ấy. Đi quay ra. Anh mất tơ dần. Bình tĩnh, Dịch đây là mà. Anh Mr. Dịch nè Mui ơi. Dịch mới như là nếu mà là Việt thì ca Mui sẽ nói rằng phun tên bình tĩnh chị ơi, trời ơi, tính ra là tôi nói thiệt luôn á, hai ông bà này lúc nào gặp nhau cũng cãi nhau các bạn ơi, bực bội ghê luôn á. Ủa mà khoan rồi, ông Dịch đâu rồi? Trời ơi, ông trốn bên cây các bạn ơi. Dịch ơi, xuống, em nói chuyện xíu, xuống đây. Không đi xuống, bà cầm súng phun lửa, bà khè rồi cháy mông sao? Trời ơi, Mui ơi, cất cây súng vô cho em nói chuyện với anh Dịch xíu coi, trời bực bội quá. Xuống đây. Ủa, là mới về làng á. Mới về làng từ chiều giờ ấy, nhớ mọi người quá trời đi một thời gian bên Play Together. Hôm nay nó tranh thủ nó đang bảo trì chạy về làng chơi nè. Ủa trời ơi, sao mà tự nhiên hôm nay Dịch quay trở về làng mà tự nhiên Dịch không chịu đi hỏi thăm mọi người gì hết trơn mà Dịch chạy qua Dịch phá cả mui đầu tiên vậy? Dịch, đáng lẽ Dịch phải thăm em, Dịch tặng em cái xe Lamborghini hay món quà gì đó chứ. Làm mua con khỉ á, em tính xem, anh vừa về làng cái, anh mở cửa ra. Bình thường là anh mở cửa ra là anh sẽ nhìn thấy không cảnh ngôi làng bình yên thơ mộng của chúng ta. Từ sáng nay anh về á, anh mở cửa ra anh thấy nguyên cái cây đã. Gì cây ấy? À trời ơi, thì nhà mọi người ở trong đây ai cũng xây lại hết thì có mình nhà anh quê mùa là chưa xây lại hả? Dịch ơi, cái đấy người ta gọi là người nhà quê. Cái đồ nhà quê không có gọi là lớn nhà. Tôi nói mà biết là mai mốt tôi xây cái nhà to như cái nhà Dubai chứ làm không cho bà coi. Thôi được rồi. Nhưng mà em nói Dịch nghe nè, Dịch suốt ngày cứ phá phách vậy à, có ngày á là bị công an bắt ráng chịu nha. Trời ơi, công an bắt anh sợ gì đâu. Rồi anh về làng anh chơi vui vẻ với mọi người là chính. À quên, anh còn cái này hay hơn nữa này, em muốn coi không? Hả, còn gì? Nhìn qua đây. Đấy, thấy cái nhà thằng xây bự cạnh nhà anh chưa? Cái nhà con Siro hả? Rồi sao anh? Nhìn nè, 3, 2, 1. Trời. Trời, cái gì vậy? Trời ơi. Cái gì mà đổ bánh nhà vậy? Trời đất ơi, chết rồi. Trời ơi. Ủa, ủa anh có phép thuật hay gì mà anh mới vừa đếm 1, 2, 3 cái nhà Siro nổ banh vậy? Ôi trời ơi. Trời ơi. Cần gì phép thuật đâu, anh chỉ cần đặt mấy cái cục TNT à, nhà nổ ra cho bạn ơi. Trời. Trong tất cả các lựa chọn của bạn ấy, cái duy nhất có cái lựa chọn phá nhà của Siro là mình đồng ý nha, mình ủng hộ hai tay hai chân nha. Ok, mình chấp nhận nha. Ơi bạn nghe là mình kế hoạch bước 1 phá nhà đi Siro, bước 2 phá nhà cả môi. Hả? Chú bé quậy phá nhất làng Hero Team. Lần nào ông vô trong làng là cũng có chuyện hết. Ông đi ông phá làng, phá sớm, phá nhà người ta. Hả? Xong ơi, gì kỳ vậy? Thường người ta trở về làng, người ta phải phát quà, gọi là gì ta trao những lời yêu thương ngọt ngào. Mà sao ông về nhà ông chạy trâu với người ta? Bởi vậy mới nói, đáng lẽ về nhà ông phải chạy qua ông thăm tôi trước. Ai về đâu ông đi ông phá nhà Camui, xong phá nhà Siro luôn. Xong rồi, bây giờ nhà chị sắp ra đi như nhà Siro rồi. Xong rồi, coi rồi.
ơi, thôi chị ơi đừng khóc nữa, chị mít ướt quá à. Chị khóc hoài khóc hoài vậy em mốt ông kẹ bắt chị. Trời ơi, ông kẹ nữa ông nào, chị không quýnh ông kẹ thì thôi nhá, mà khóc thì làm sao đâu, bây giờ nhà của chị sắp ra đi rồi, không khóc làm sao mà được á nhà. Ôi, ôi, thôi Sam ơi, mệt quá à. Tôi thiệt là sáng giờ tôi nói chuyện với hai ông bà tôi cũng mệt chết rồi, thôi mình cầm cà rốt về mà nấu cà ri ăn đi. Rồi rồi biết rồi, thôi về nhà nấu đi, giờ đói gần chết à. Ôi, trời ơi đói bụng quá bạn ơi, sáng giờ gặp hai ông bà đúng mệt luôn trời, thôi về nhà nấu đồ ăn ăn nào. À, đây hình như là làng Hero Team phải không ta? Cái ngôi làng mà có bọn nhóc trẻ trâu gì đó đúng không nhờ? Thôi được, mình sẽ vào trong làng để bắt cóc một vài đứa mới được. Đem về để ăn thịt. À. La 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 nãy giờ đi phá được mấy căn nhà vui quá trời quá đất luôn. Tính là về nhà mọi người thay đổi quá trời luôn. Thành ra mình đi phá bớt để cho mọi người xây lại cho vui. Ủa gì ơi. Ủa nhà đây. Ủa nhà nhìn trông quen quen mà nó lạ ghê ta. Ủa nhà này là nhà mèo Sumi. Alo. Nhà mèo Sumi à? Đây là nhà mèo Sumi. Cuối làng cũng là nhà mèo Sumi. Mình vô mình kiếm xem ở trong này có cái gì ăn không ta, xong tí nữa mình phá luôn cái nhà này đi là Simi bớt đi một căn, ai bảo xây hai căn làm chi. Vô hè, có gì ăn không ta. Ừ, có bánh nè, trời đất ơi nhiều bánh quá trời luôn, trời ơi bụng đang đói chứ, hơi bụng đói quá. Thôi đợi xíu, bây giờ mình sẽ phải cung cấp lương thực cho cái bụng của mình chứ mình không lấy trộm đồ ăn đâu nha. Ok đấy, mình chỉ cung cấp lương thực cho cái bụng của mình đây. Ăn ngon quá trời quá đất luôn, rồi ăn luôn, ăn cái bàn luôn. À ngon quá. Trời ơi, bánh ngon quá trời luôn. Đúng là bánh mèo Simi làm có khác ngon như bánh mèo Simi vậy đó. Cái gì vậy? À trời, có gì vậy? Có gì mà gớm đây? Cứu tôi với, có gì vậy? Có gì vậy? À có gì vậy? Có gì vậy? Có gì vậy? Cứu có gì vậy? Cứu tôi với. Cứu tôi với. Cứu tôi ơi, thả ra, ôi thả tôi ra. Ui, ông ơi, chơi gì thế kìa. Bắt cóc, bắt cóc gì kìa. Trời ơi, cà rốt của tôi, tôi chăm sóc bao lâu nay, mãi mà mình lớn mà hôm nay bị vịt phá hết trơn hết trọi rồi, giờ còn gì nữa đâu trời. Không được khóc. Hình như Phong bảo là cái gì mà nếu mà mình khóc mít rất nhiều thì ông kể ra ông ấy sẽ đến đây và bắt cóc mình đi. Ấy khoan, làm gì có ông kể trên thế giới này đâu trời. Không sao, cứ khóc thoải mái đi, không chắc là không sao đâu. Mình cả nốt rồi. Tiếc quá à, mất bao nhiêu công luôn. Nhưng mà sao cứ thế lạnh lạnh sống lưng ta, như kiểu có ai đó ở đằng sau lưng mình á. Cái gì á? Ta ghét nhất là những đứa trẻ hư cứ mít ướt khóc nhè suốt ngày. Đã tìm được đối tượng rồi, bây giờ thì đi theo ta nào. Trời ơi, buồn ngủ quá à. Tự nhiên không rảnh ghê ra mà đi câu cá một mình. Con cá, con cá. Yeah, trời ơi, dính được con cá bạn ơi. Trời, kiểu này là có đồ ăn cho bé Bông với bé Cam ăn rồi. Hey, tính ra nha, buổi chiều tối thế này nè bạn, ra ngoài bãi biển, ngồi ngắm hoàng hôn câu cá, vậy mà nó vui ghê luôn á trời. Hey, cảm giác cuộc sống thật là yên bình làm sao luôn. Ủa, cái gì vậy? Ủa vậy? Ui, cái con gì? Ôi trời, mấy bạn ơi, cái con gì mà cái tay chân nó dài lòn thòn kìa bạn ơi, nhìn ghê quá vậy. Trời ơi, có ai không? Cứu tôi ơi, cứu tôi ơi. Ôi, hình như là cái con này nó đang bắt cóc Camui hay gì vậy. Ôi, con kia đứng lại, đứng lại. Ôi,
Trời ơi mấy bạn ơi, hình như mình mới thấy cái con gì đó, nó to lắm mà nó bắt cóc Camui rồi nó leo trên núi rồi mấy bạn ơi. Ủa nó đi rồi kìa. Vậy có khi nào đây chính là ông kẹ trong truyền thuyết gọi là chuyên bắt cóc trẻ em không ta? Ủa trời ơi, sợ quá, mình phải về mình nói với Sammy biết mới được. Ơi Sammy, Camui bị bắt cóc rồi. Sammy à, sợ quá. Nhanh lên Sammy, bọn mình phải đi giải cứu Camui thôi, nhanh lên. Ủa cái gì, tự nhiên đi giải cứu Camui là sao, tôi không hiểu. Thôi một tí nữa bà sẽ hiểu ra rồi. Đây hồi nãy tôi thấy có con quái vật nó chạy qua bên đây nè. Quay nhanh lên. Trời ơi, gọi là bây giờ quái vật đâu mà Sammy, Sammy nhìn kìa. Bên này ơi Sam ơi, tôi biết cái con này là con gì nè. Hồi nãy tôi lên trên Google tôi tra thử thì tôi phát hiện ra con này là ông kẻ. Sam ơi, hình như là cái con này nó bắt cóc. Ủa ai, có ai bên kia vậy? Có Mr. Dịch đó kìa, nó bắt cóc Mr. Dịch với Camui luôn. Sam ơi, có gì lạ vợ, tôi nhớ ông kẻ là trong truyền thuyết mà trong truyện tranh của hồi xưa mà sao bây giờ sao có được. Thôi bà không biết vậy trơn á, ông kẻ lúc nào cũng có thể xuất hiện được, chỉ cần á là ở chỗ đó có con nít hư thì ông sẽ bắt liền. Giống như á, tôi nghĩ là bây giờ là Camui là do mít ướt quá cho nên là bị ông kẻ bắt nè, còn Mr. Dịch là do là phá làng phá sớm quậy phá quá đó cho nên là cũng là trở thành đứa trẻ hư hỏng cho nên là bị ông kẻ bắt đó. Mấy bạn fan thấy không, bạn fan ở nhà nhớ là phải nghe lời ba mẹ, biết ngay lời ba mẹ không thôi là bị ông kẻ bắt đó nha. Ui, nhưng mà sao ơi, giờ làm gì giờ, chứ tôi thấy Camui với Mr. Dịch bị bắt rồi tôi thấy thương quá à. Mui ơi, bây giờ sao đây? Mui ơi, Mui em nè, không phải ông cho tôi cứu chị ơi. Chị yên tâm, có em ở đây rồi, em sẽ cứu chị. Nhưng mà nói vậy thôi, vậy tôi không biết cứu bằng cách nào hết. Sao có ý gì không? Có, bây giờ nha, giúp kiểu là hai người này làm lỗi với ông kè, mình tới xin lỗi giúp cho, hiểu không? Xin lỗi ông kè, cái ông kè thả ra liền. Hợp lý, để tôi. Ông kè, ông ơi, ông con thương ông lắm, tóc ông trắng. Tóc trắng như mà nhưng mà khoan, ông kẹ đâu có tóc. Ây da, đâu á. Trời ơi, ông hát cái gì mà ông kẹ tắt ông cái luôn kìa. Biết sao không, tại vì tôi hát là ông kẹ tóc trắng như mây nhưng mà ông kẹ này đầu chọc không có tóc cho nên ông quên tôi. Trời ơi, vô duyên. Ủa bây giờ phải làm sao đây, sao ông kẹ này ông hung dữ quá. Thôi được rồi, để tôi lại tôi nói chuyện với ông. Ông kẹ kia được không, tôi nói ông nghe nè, Camui với Mr. Dịch á là bạn của tôi, mặc dù là hai người này á, một người thì quậy phá, một người thì mít ướt thiệt á, nhưng mà hai người này là người tốt cho nên là xin ông hãy lần này tha cho họ, thả họ ra đi mà. cái gì cơ, thả bọn nhỏ này ra hả? Còn lâu nha, bọn chúng là những đứa trẻ hư hỏng và nhiệm vụ của ông kẻ ta đây là phải bắt bọn chúng đem về hang động và ăn thịt. Chỉ cần ăn thịt mấy đứa nhỏ này thì ta sẽ được tăng thêm sức mạnh. Hả? Cái gì? Ngươi dám bắt Camui với Mr. Dịch về trong hang động để ăn thịt hả? Nè, ta nói cho ngươi biết nha, anh Dịch á thì không ngon đâu, Camui thì nhiều mỡ lắm, không ăn được đâu. Mau thả họ ra đi, không thôi là ta sẽ tiêu diệt ngươi đó. Nói gì kỳ gì phải không? Trời, tự nhiên cứu người ta xong che người ta đâu vậy? Ủa thì giờ mình cứu thì mình có quyền chơi thôi được không? Trời, sáng nay bà không tặng tôi cà rốt là tôi thấy tôi khó chịu thôi chứ không cứu rồi vậy. Trời ơi, không ngã bây giờ đi là Camui, bữa nay giờ là team mình, bây giờ mình phải giải cứu team mình chứ đúng không? Thôi, tôi giỡn vậy thôi chứ tất nhiên phải cứu rồi. Nè, cái ông kẻ kia, tôi nói cho ông biết nha, tôi á là Phong Cận TV, đẹp trai với hành tinh vũ trụ hơi với điện ảnh Minecraft. Ông có thấy gì trên tay của tôi không? Hả? Thấy gì không? Đây, chính là thẻ bài Phong Cận Phù Thủy. Hey, đây, nhìn đi. Với cái thẻ bài Phong Cận Phù Thủy này, tôi sẽ có thể biến thành phù thủy và tiêu diệt ông. Bây giờ hãy xem sức mạnh của tôi đây. Ôi, Phong Cận Phù Thủy. À quên, quăng thẻ xuống nè. Hây, Phong Cận Phù Thủy biến hình. Vậy là bây giờ mình đã biến thành Phong Cận Phù Thủy đẹp trai rồi bạn ơi. Quá là mạnh luôn. Nè, cái ông kẻ kia, tôi hỏi ông một lần nữa, bây giờ ông có chịu thả Mr. Dịch với lại là Camui của tôi ra không? Hả? Thả hả? Còn đâu nha, có giỏi thì nhau vô. Rượu mời không uống mà muốn uống rượu phạt sao? Thôi được rồi, vậy thì bây giờ hãy xem sức mạnh của Phong Cận Phù Thủy đây. Dài vô duyên thủi kia, tại sao dám bắt nạt Phong Cận hả? Tôi có biết là tôi thương Phong Cận với Kim Đời không?
xịn quá, xịn quá. À, trời ơi bạn nhìn kìa, ông kẹ thì ốm nhơm ốm nhách, nhìn còi xương luôn kìa. Còn Sammy thì cơ bắp cuồn cuộn sáu múi. Kiểu này là ông kẹ thua chắc rồi bạn ơi. Mấy bạn thử đoán xem coi ông kẹ và Sammy ai sẽ là người giành chiến thắng nha. Còn bây giờ thì Sammy đã biến thành Sammy SE cơ bắp cuồn cuộn rồi. Sammy hãy nhào vô quýnh ông kẹ để giải cứu cho Camu với Mr. Dịch đi. Tiến lên Sammy, cố lên. Lại da ông kẹ nè. Ui hay quá, hay quá Sam ơi. Sam tạo động đất. Ui ông kẹ ông làm gì? Ông kẹ ông đang cầm cái cục đất lên hay sao kìa Sam ơi. Nhìn kìa. Ủa gì vậy, giờ ông làm gì vậy Phong? Ủa tôi không biết đâu ông đang làm gì vậy. Ủa trời ơi, trời tôi biết rồi, ông gì ảo thuật Phong ơi. À ông kẹ này biết chuyện ảo thuật rồi. Ui ui ông, ông chọi cái cục đất kìa. Ui ui ôi trời ơi, cái ông kẹ này, ông kẹ này, ông chơi, ông cầm cục đất, ông chọi bạn ơi. Ghê quá. Chơi mà trời đất ơi. Cố lên Sam ơi, cố lên. Cố lên. Này, này, tôi ông kẹ hả? Ông kẹ hả? Ôi, cái cục đất của ông làm sao ông mà thắng được Sam ơi? Hả? Này. Ông chọi cục đất kìa. Ôi. Ôi trời ơi, ông chọi kìa. Sam ơi cẩn thận nha. Ôi trời, cục đất bay qua đầu mình. Ghê quá. Cố lên Sam. Này. Này, cố lên. Ôi ông này dai quá. Trời ơi, cố lên, mình sắp thắng rồi, mình sắp thắng rồi. Ông tôi thấy là ông từ nãy ông bị quýnh nhiều quá. Ui. Ủa ông đâu rồi? Ui. Ông trốn rồi Phong ơi. Trời ơi. Ông kẹ nè. Ông kẹ nè, ông biết dịch chuyển các bạn ơi. Ông dịch chuyển, ông biết mất tiêu rồi. Ông trốn mất tiêu các bạn ơi. Yeah, vậy là Sammy ơi thắng rồi. Yeah, hay quá. Hay. Ghê thiệt, tôi ghê. Ừ, ghê thiệt á, nhưng mà bà có thể biến ra trở lại bình thường không? Chứ tôi nhìn mà tôi sợ lắm Sam. Ghê thiệt là Sam. Ôi đẹp mà, không sao, tôi sẽ cộng ông đi chơi được không? Với thân hình. Ôi, 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 Sam ơi. Thôi Sam ơi, tôi nói Sam nghe, Sam làm ơn, Sam biến ra bình thường giúp tôi chứ Sam mà kiểu này tôi không dám quen Sam đâu. Sam ơi, ghê quá. Trời ơi, trời, người ta đẹp vậy mà đó. Ok, hay. Hay quá Sam ơi, trời ơi bạn thấy không, Sammy hả, gọi là biến hành Sammy ở đây tấn công ông kẹ, đánh ông kẹ bầm dập luôn á. À, ông sợ ông kẹ mất tiêu rồi. Mà cái ông này ổng đúng thiệt là ông kẹ thì các bạn ơi, ổng chuyên gia bắt con nít á, cho nên là ổng cũng hay chơi cái trò của mấy đứa con nít á, là cầm mấy cục đá chọi người ta á bạn. Trời ơi đúng thiệt luôn á, ổng cũng kỳ ghê, ổng cầm cục đất ông chọi xém nữa rồi vô cho mặt mình là bầm thêm con mắt thứ hai rồi. Trời ơi là trời. Ôi mà khoan, từ nãy giờ quên mất phải cứu cả mũi rồi mới dịch chứ. Ôi trời ơi, hồi chắc mọi người lắm mọi người ơi, nhìn nào. Trời ơi bạn ơi, bạn thấy không, anh dịch với lại Camui á, dịch thì do là dịch quá quậy phá, còn Camui thì quá bích ước, cho nên bị ông kẹ bắt nhốt vô cái lồng thế này, đem về nhà ăn thịt nè. Cho nên mấy bạn nhỏ nhớ là đừng có gọi là trở thành một đứa trẻ hư nha, không thôi là ông kẹ sẽ đến bắt mấy bạn á. Mấy bạn phải nhớ nghe lời ba mẹ nè, và nhớ là phải học thật là giỏi nha, chứ ai mà hư hỏng là bị ông kẹ bắt đó nha. Trời ơi, sợ chưa, sợ chưa. Ơ nhưng mà khoan, đừng còn bây giờ không thả người ta ra đi, mình bắt người ta ở trong cái hoài nữa. Rồi, để tí. Trời ơi, từ nãy giờ đi mà quên cầm theo cúp cho nên không có đập ra được nè. Ơi Sam ơi, bà biết anh Sammy SE mà đập, bà đập cái lồng ra. Ủa trời ơi, trời ơi mệt ghê luôn à. Siêu nhân Sammy SE biết hình. Okay, đập đi, đập đi. Đây, để tôi lấy cái đầu hút không ơi, chứ đập không có ra. Cố lên. Đầu hút. Hai. Ui hay quá. Ui rồi hay quá. Ơi, Sammy số 1, không cần số 10. Ôi hay quá Sam ơi. Rồi ok. Vậy là đã giải cứu được Camu với Mr. Dịch rồi. Hay. Còn bây giờ thì mình nghĩ rằng video đến đây cũng đã rất là dài rồi, cho nên mình nghĩ mình sẽ kết thúc video tại đây. Và nếu như anh em thấy thích video này, đừng quên hãy để cho mình một like, một share và nhớ subscribe đăng ký hội cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên lại lên kênh YouTube của Sammy cùng với tất cả thành viên của Hero Team để đăng ký hội cho mọi người nữa nha anh em. Và bây giờ mình nghĩ mình kết thúc video tại đây để mình về mình xức thuốc đây, chứ mặt mình bầm dập rồi không còn đẹp trai nữa bạn ơi. Tạm biệt. Hello team, hello team.